Chào quý vị và các bạn, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ thì mưa dông không còn và nhiều tỉnh thành ở phía Bắc miền Trung đã bừng nắng mạnh và nóng lên. Nhiệt độ lúc 13 giờ đã tăng từ 2 cho đến 3 độ so với ngày hôm qua, lên mức là từ 34 cho tới 35 độ. Tiết trời nắng và nóng sẽ duy trì sang cả ngày mai. Vùng núi khu vực từ Thanh Hóa xuống đến Quảng Ngãi sẽ có điểm nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ở đây sẽ là từ 35 đến 36 độ. Các thành phố ở gần phía biển, có các thành phố như là Huế, Hội An hay là Quảng Ngãi, nhiệt độ cao là 35 độ. Còn các thành phố từ Thanh Hóa đến Đồng Hới, Nha Trang, Đà Nẵng hay là Phan Thiết thì nhiệt độ sẽ là 33 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên thì ngày mai cũng nắng nhiều cả ngày. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa từ 33 cho tới 35 độ. Nắng nóng vẫn bao trùm nhiều tỉnh thành ở khu vực Nam Bộ vào ngày mai. Hầu hết khu vực miền Đông, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi như là Vĩnh Long, Vị Thanh, mức nhiệt là 35 độ. Còn các nơi khác thì nhiệt độ là 33 cho tới 34 độ. Với khu vực Bắc Bộ thì ngày mai cũng sẽ nắng nhiều và nóng, nhất là ở khu vực phía Tây như là Điện Biên Phủ, Lào Cai hay là Hòa Bình thì nhiệt độ cao là 35 đến 37 độ. Còn thủ đô Hà Nội và hầu hết các nơi khác thì nhiệt độ sẽ là từ 31 cho tới 34 độ. Chuyển sang thời tiết biển, ngoài khơi quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa dự báo là mưa chỉ xảy ra vài nơi. Ngày mai trời có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km và gió khoảng là cấp 4 đến cấp 5. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai.